Những Đức à, khi tu với vị tự nhìn cái đạo tràng trên không trung thì trong lòng nó vui và nó cứ cười 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 cười, nó vui thì sao đâu quý vị. Tự nhiên à, mình nghĩ à, cái duyên mình đến với cuộc đời này mình lập ra những cái trang sử mới quý vị. Tự nhiên nghĩ trong lòng nó thích lắm quý vị. Vì thấy rõ ràng là đây là một trang sử mới, phương pháp tu tuyệt vời. Cái đặc biệt nhất là cùng tu chung thấy nhau và những đức tu cùng lượt với vị luôn, chứ không phải là chúng ta bật hình ảnh lên hoặc là bật phương pháp tu lên để vị tu, không phải. Nếu như những đức bật lên để cho vị tu là sẽ không có phát triển được như vậy. Cái làm này thành công, nếu ai sau này làm là người đó phải hướng dẫn và người đó phải thực hành cùng với người có duyên tu với mình luôn thì mới thành công. Nếu như sau này mà một người nào làm mà chỉ có bật âm thanh hoặc bật hình ảnh cho người ta tu thì không bao giờ thành công. Dù cho là có hình ảnh của quý vị cũng không thành công luôn. Vì người ta vẫn không có được cái cảm giác trực tiếp. Như thời nào mà những đức mà không lên lên tu chung với vị, dù là hình ảnh những đức nhưng nhiều người trong đó vẫn biết. Và nhiều người nói với những đức rằng là cái cảm giác tu bữa đó không được như bằng là trực tiếp cùng tu chung. Nhiều người nói vậy đó quý vị. À, nên từ nơi đó mà những đức khi lễ Phật với vị trong lòng nó vui vui nữa à. Mình có một nhân duyên mà cái gì cũng lập lên một cái trang sử mới đặc biệt. Như vị thấy mà, những đức nuôi người già cũng là một trang sử mới không đơn giản. Tư tưởng nuôi người già à, người sau này cứ như vậy mà làm. Đó là chương trình những pháp hội tu, vị thấy cũng là vô cùng hoành tráng. Đó là những nhân duyên tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Nên cái câu nói mới mẻ một chút là thà 10 năm á, nó hoành tráng còn hơn là 100 năm á, sống những ngày tháng không có gì. Nên thì thấy rằng là nên cái người niệm Phật mình thì phải nhớ kỹ nha. Chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, mỗi người đều có 3 điểm đặc biệt mà người bình thường không có. 3 điểm gì? Bi chí dũng. Người thật sự cầu sanh cực lạc có bi chí dũng. Quý vị để ý những đức, bi là thật sự từ bi, dám hy sinh mình, làm những việc người khác không dám làm. Nên cái duyên những đức với công chúng dù cỡ nào cũng khó xóa tan được trong tâm người khác. Dù ai có nói gì, dù có như thế nào nhưng khó xóa tan được trong tâm của người khác. Đó là bi quý vị. Chí là có một phương hướng rất chuẩn xác niệm Phật. Dù ai nói gì, ai không tu, tôi vẫn duy trì. Chí hướng rõ ràng. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, rất rõ ràng. Dũng là người quyết định mạnh mẽ, quyết đoán trong mọi hoàn cảnh, không sợ hãi, không sợ sệt. Dù người đó có lớn cỡ nào cũng quyết đoán mạnh mẽ, nói những lời người khác không dám nói. Đó là dũng đó quý vị. Nếu như thật sự người niệm Phật cầu sanh cực lạc đều có 3 cái này, giống như câu chuyện nghịch duyên, cô đó vẫn có 3 thứ bi chí dũng. Vì để ý đi đó. Bà rất là từ bi dù là bà nghèo khổ. Bà rất là có chí hướng gì người ta hướng dẫn bà niệm Phật, bà không thay đổi tâm. Bà rất là dũng mãnh, là trong hoàn cảnh khổ đau nào bà vẫn cầu sanh cực lạc. Có nghĩa là bà có 3 điểm này. Và người niệm Phật sanh cực lạc ai cũng có 3 điểm này. Mắc một điểm không được. Thực sự mắc một điểm không được. Nên những người huynh đệ có những đức, cùng thợ những đức, họ thiếu dũng, họ thiếu chí. Nếu như bi họ cũng thiếu bi luôn. Họ thiếu mọi mặt. Đây là những đức nói không phải chê họ. Thật sự mà nói, nếu như họ có sự từ bi thì kế đó phải có chí. Và dũng là mạnh mẽ. Vì mình có khả năng làm việc được, không phải ai cũng dễ xoay chuyển mình. Dù là bản thân mình không làm được giây phút đó, nhưng bản thân mình vẫn được người sau kế tiếp tôn trọng, quý trọng mình. Thấy không? Thì mình nhớ kỹ lúc những đức mà đi ra khỏi chùa có một anh em nói một câu,
Ủa thầy ngày xưa thầy nói rằng là nếu sau này thầy gặp nạn thầy sẽ ẩn tu, thầy không chia sẻ Phật pháp. Nhưng Đức nói rằng Phật pháp không định pháp. Hãy nhớ kỹ, năm xưa những Đức quen một vị thầy, khi ông gặp nạn thì ông đi chỗ khác, ông chia sẻ Phật pháp này kia. Nhưng cuộc đời của những Đức là khác hoàn toàn. Hoàn cảnh của những Đức khác hoàn toàn. Thật sự, hoàn cảnh của những Đức là gì? Là từ cái nhân duyên ở trong ngôi Tam Bảo rồi những Đức ra làm cư sĩ, đó là khác hoàn toàn. Nhớ kỹ, cái này hoàn toàn nó khác, không có giống quý vị. Chứ không phải là những Đức gặp sự cố những Đức bỏ đi, không phải, mà là nhân duyên đã hết, những Đức hướng đến một phương hướng mới. Nên việc làm của những Đức là nhất định phải vì người mà làm. Nên từ nơi đó cái dũng là phải mạnh mẽ quyết đoán quý vị. Mạnh mẽ quyết đoán, gan dạ làm những việc người khác không dám làm. Nên những Đức khi tu quý vị, tự nhiên lòng những Đức nó vui vui là vì sao? Vì đây là một phương pháp mới mẻ nhất. Và nếu ai nhận thức được phải để ý cái cách tu này quý vị. Cách tu này quá hay. Thật sự, cách tu này hay cho người hướng dẫn, hay cho người được hướng dẫn luôn. Mà nhớ kỹ nha quý vị, cái cách tu này thành công là cái người hướng dẫn quý vị phải thật sự siêng và thật sự chịu tu và thật sự muốn cầu sanh cực lạc mới thành công được. Còn nếu như chỉ nhìn cách tu này mà dùng phương pháp này phương pháp kia mà mình không xác thực để áp dụng, quý vị sẽ thất bại liền. Dù có lập room cũng không có mấy người tu hết. Lạ thay, người ta không siêng tu nghe quý vị. Thêm cái nữa là gì? Tu xong rồi bỏ đại, tu xong rồi bỏ đại, không nhiệt liệt để nhắc nhở và động viên thì cũng không phát triển được luôn. À, nên cái cách tu này nó rất nhiều cái ưu điểm và nhiều cái kết hợp lại quý vị để hình thành được cái cách tu này, bởi vì tu không ngán nè, và phải đưa ra một phương pháp tu làm sao mà biết điều tiết nữa. Vậy thấy không, như sáng tối là thời khóa chúng ta là giống như thời khóa hoàn chỉnh đi, nhưng những giờ kia là thời khóa của chúng ta là thời khóa rút gọn. Quý vị để ý cái mà khi mình tu xong nha, để ý cái tu xong của quý vị đi, vừa tu xong nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Cái suy nghĩ này không đơn giản chút nào. Tại vì cái thời gian này là cái thời gian của quý vị là toàn là gấp gáp không à. Nên tu xong những cái cũng cho quý vị gấp gáp luôn. À, vừa tu xong quý vị biết cái tâm giờ này tu chúng ta là ai cũng phải hoàn toàn bị việc này việc kia để dành chút thời gian để tu. Thấy không? Quý vị sẽ tu được một thời, có những người bận bịu người ta sẽ đi lo việc, người ta không ngồi nghe nói chuyện được luôn á. Còn người nào ngồi được là ngồi, nên những đức mới lấy cái cách là vô là lễ Phật luôn, lễ Phật vừa xong vị đã giữ sự an lạc, xong hồi hướng một cái vèo nghỉ liền, không để rền rà cho quý vị để bận tâm. Nếu như mà tu xong mà còn rền rà cái kia, coi chừng người ta sẽ bận tâm vừa niệm Quan Âm vừa hồi hướng mà vừa ngoái 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 nhìn đầu này đầu kia, sẽ mất đi sự an lạc trong cái lúc lễ Phật 40 phút. Nên những đức vừa lễ Phật 40 phút xong là hồi hướng, xong một kết thúc nghỉ liền để giữ sự an lạc đó và giữ cái năng lượng đó quý vị. Có nghĩa là một cái phương pháp, một cái cách tu mà áp dụng mà tu tập một ngày 5-6 thời mà không mệt. Vì biết cái môn lễ Phật này tuyệt vời lắm. Cái môn lễ Phật này những đức nói cho quý vị nghe, bệnh đau ung thư cảm sốt nghe, quý vị lễ hết trơn, ăn không tiêu, ăn no bụng ứ hơ, lễ Phật xong một thời sạch nhách luôn, 100% luôn quý vị. Quý vị lễ đúng đi nè, ăn không tiêu ứ hơ, bụng to mệt mỏi, bụng mỡ hay là nhức mình nhức xương sống, quý vị mà tin đi, bị lễ đi trong vòng một tháng thôi là có kết quả liền. Thật sự luôn á, lễ trong một tháng là có kết quả. Đừng cầu kết quả đó, nhưng mà hãy nhiệt tình mà lễ đi, dịu tâm xuống, lại bị thấy cái kết quả của phương pháp lễ Phật này liền. Phương pháp xuất hiện liền trong vòng một tháng. Đúng là quá tuyệt vời luôn. Nếu như ai mà ung thư buồn chán, lễ Phật tiêu nghiệp hết bệnh ung thư. Còn nếu không tiêu nghiệp thì chết. Thỏa mãn đến với chết chứ sao vậy? Nói vậy biết. Nên những đức nói vậy, quý vị thấy rõ ràng không? Cái quyển sách của những đức bây giờ những đức tin dữ lắm rồi. Cái quyển sách của những đức bây giờ là quyển sách, trong đó là quyển sách A Di Đà Phật. Vì hỏi những đức mỗi ngày 4 thời, lúc nào những đức cũng nói chuyện với quý vị như vậy, mà mỗi buổi đều có cái lạ cái khác. Là ở đâu? Quyển sách A Di Đà Phật là quyển sách trí tuệ nằm bên trong. Chỉ cần hoàn toàn tin quyển sách này đi, rồi tu xong một thời đi, rồi nó sẽ phát sinh những cái lạ, cái đặc biệt trong lúc tu xong.
Đúng là quyển sách A Di Đà Phật tuyệt vời, vô cùng tự tại, đi đâu cũng là chỉ một bộ đồ bận vào một đôi dép mang đi, là ở đâu cũng có thể chia sẻ Phật pháp, vô cùng là yên tâm, không cần phải lo âu sợ hãi luôn. Đúng là quyển sách A Di Đà Phật này đặc biệt thiệt. Còn nếu đi đâu cũng vác theo một bó sách thì bất tiện vô cùng. Quý vị thấy không? Những đức ở chùa tạo ra quá trời thứ, khi ra đi những đức một bộ đồ, không cầm thêm một cái khăn. Như vậy mà có quyển sách A Di Đà Phật ở trong tâm. Nó tới bây giờ luôn quý vị thấy, buổi nào cũng nói chuyện với quý vị. Và hồi phục tư tưởng cực kỳ nhanh, hồi phục năng lực cực kỳ nhanh luôn. Nó hồi phục lại quý vị nhanh vô cùng. Đó, thí dụ như bây giờ quý vị đi chạy 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 bị té cái ạch, quý vị sẽ bị mất sức mệt chứ. Nhưng mà đứng lên và hồi phục sức cực kỳ nhanh luôn, nhờ từ đâu? Niệm Phật lễ Phật. Nhờ từ niệm Phật lễ Phật mà hồi phục sức cực kỳ nhanh luôn. Những đức nói như đúng như cái đà mà chúng ta tu như vậy. Bởi vì gầy dựng tính nguyện, những đức nói cuộc đời chúng ta tu nhất định thành công. Cách tu sống mà hướng dẫn và chúng ta phát triển được cái tâm lực niệm Phật này và bi chí dũng phát triển nữa. Tuyệt vời. Sự từ bi của mình thật sự vô bờ bến quý vị à. Vì biết cuộc đời vô thường, một ngày nào mình cũng chết đi. Nên phát cái tâm từ bi vô bờ bến. Trong cái sự từ bi đó nó có sự trí tuệ là mạnh mẽ. Từ cái trí tuệ mạnh mẽ đó nó có cái dũng cảm hơn người. Vì thấy không? Vì mà có người đàn ông gì trong cuộc đời, ở đâu mà kiếm ra? Không đơn giản đâu quý vị ơi. Ừ, nó thật sự luôn á. Thì thấy rằng là một người đàn ông hai bàn tay trắng bước vào cái một cái tổ chức nào vậy mà hình thành cái một tổ chức lớn. Xong rồi bước ra ngoài tiếp tục hình thành một hoàn cảnh mới. Thích nghi một hoàn cảnh mới, đến một hoàn cảnh mới, thích nghi một hoàn cảnh mới, tiếp nhận một hoàn cảnh mới và hình thành cho chính mình một phong cách mới luôn. Hoàn toàn mới quý vị. Nó một phong cách hoàn toàn mới, thay đổi hoàn toàn luôn. Trong thời gian cuộc đời mười mấy năm hình thành, từ trong ngôi tam bảo bước ra ngoài, trở thành một người cư sĩ, hình thành một hoàn cảnh mới, một tư tưởng mới. Đó. Rồi một cách tu thật sự quá khoa học. Thì công nhận không? Một cách tu quá khoa học luôn. Đó, thì coi nè. Bây giờ bao nhiêu người dù nói như đứa cái gì đi chăng nữa, không dễ làm việc này rồi. Thật sự luôn á. Khó vô cùng. Cái này không khó nhưng mà là khó. Nó không khó đối với người không kiên nhẫn, không nhìn nhận ra cái việc thành công này có ý nghĩa. Nếu như người mà nhìn ra chỗ này mà siêng năng, thật sự mà nó thành công từ siêng năng mà ra. Thành công từ siêng năng mà ra. Không có sự thành công nào mà để vào người làm biếng hết. Thật sự mà nói. Phật A Di Đà sẽ không bao giờ chọn người làm biếng. Phật A Di Đà sẽ không bao giờ chọn một cái người làm việc cho Ngài mà thiếu bi chí dũng bao giờ. Bản thân những đức còn không chọn người đó, đừng nói chi mà Phật A Di Đà. Thật sự quý vị luôn. Những đức còn không chọn người thiếu bi chí dũng. Cái người mà thiếu bi chí dũng, quý vị làm việc với họ rất sợ hãi. Họ thiếu tâm từ bi thì mất sạch luôn. Thiếu tâm từ bi sẽ trở thành hẹp hòi. Con người sẽ biết lo sợ gì chính mình thì làm gì có chí. Mà làm gì có dũng nằm bên trong nữa quý vị. Trong ba đó chỉ mất một thôi là mất hết tất cả rồi. Quý vị mất đi chữ dũng thì hai cái kia mất luôn. Quý vị mất đi cái chữ chí thì mất hai cái kia. Mất đi cái chữ bi thì mất hai cái nọ. Có nghĩa là ba chỗ này phải thật sự duy trì thì nó mới hình thành cho một người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó. Và làm việc Phật pháp cho chúng sanh lợi ích. Quý vị biết rằng cuộc đời chúng ta đừng để vô nghĩa đi qua quý vị. Đừng để một đời vô nghĩa đi qua, uổng dữ lắm, thật sự luôn á. Nên những đức nói bây giờ đời đạo gì cũng vậy chứ, mình đã bước vào chiếc thuyền của Như Lai thì bản thân mình là đệ tử của Như Lai, người kế thừa sự nghiệp của Như Lai. Thì bản thân mình phải làm sao, làm việc gì mà có ý nghĩa trong cuộc đời, đến khi mình chết đi nó có ý nghĩa. Thật sự mà nói, gan dạ làm việc người khác không dám làm. Đó. Làm việc người khác không dám làm. Vấp ngã rồi đứng lên, vấp ngã rồi đứng lên, vấp bao nhiêu lần đứng lên bao nhiêu lần, trở thành kẻ mạnh thật sự. Đừng có sợ, thấy không? Những đức nói với tất cả các cô ngoài đây nè, không có khổ đau nào bằng khổ đẻ, đúng không? Vậy mà chúng ta dám đẻ ba bốn lần, 100% trong tất cả cái đau trong cuộc đời chưa từng thấy cái đau nào bằng đau đẻ. Vì những đức đã tổng kết nhiều người phụ nữ, những đức hỏi họ đều nói đau đẻ là đau nhất, không có cái đau nào bằng đau đẻ.
Và trong kinh Đức Phật nói là thập tử nhất sanh, có nghĩa là một tia hy vọng sống khi người phụ nữ sinh đẻ, phải không? Như vậy mấy vị còn dám dũng mãnh gan dạ mà làm cái chuyện này, vậy thì còn việc gì mà người phụ nữ không dám làm nữa, đi còn sợ gì nữa. Chưa từng thấy một cái việc gì làm mà có thể một tia hy vọng sống trong cuộc đời quý vị. Như vậy mà quý vị dám yêu một người, thương một người và đẻ con cho một người, thì điều này quý vị quá gan dạ. Người phụ nữ đầy đủ bi chí dũng. Nếu người mẹ thiếu sự từ bi thì làm sao quý vị dám mang thai. Quý vị biết rằng là đứa bé trong bụng quý vị có khi nhóm máu còn khác quý vị. Một tế bào ung thư nó vẫn là một nhóm giống mình, không phải khác. Tế bào ung thư là do trong người chúng ta mọc ra, nó là một nhóm tế bào của mình, nhưng bị tác hại gì đó từ tâm của mình mà làm ảnh hưởng tế bào mà hình thành ra một khối u. Nó cũng từ mình mà sinh ra, không đáng sợ. Còn một đứa bé hình thành trong bụng quý vị là một nhóm máu khác, có khi không phải là cùng nhóm máu với quý vị. Và đứa bé càng lớn 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 hình thành, nếu mà nói ra, đứa bé trong bụng chúng ta là bự nhất, chưa từng thấy cái khối u nào bự bằng đứa bé đó, hiểu không? Vậy mà chúng ta mỗi ngày từ bi với đứa bé, từ bi với đứa bé và nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ sinh ra cho chồng mình một đứa con, mình thương ảnh, mình yêu ảnh, dù có đau khổ mình cũng sinh cho ảnh một đứa con. Mình cảm thấy mình là một người phụ nữ gọi là có sự từ bi, một người phụ nữ cao cả, một người phụ nữ đã làm việc gì đó cho người đàn ông mình yêu thương, nghĩ như vậy mà quyết định sanh cho anh một đứa con và muốn sanh một người con trai cho anh, nhưng tiếp tục một đứa con gái, rồi tiếp tục phải cố gắng để sinh cho anh một người con trai. Vì mỗi khi anh gần gũi bên cạnh, anh đều nói em cố gắng hãy sinh cho anh một người con trai để kế thừa sự nghiệp của gia đình. Dù là đau đớn vô cùng nhưng phải cố gắng để làm việc này. Khi làm việc này thì cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của chính mình. Vì thấy không? Cái khó của đau đẻ như vậy. Phật nói là thập tử, chưa bao giờ một việc gì trong cuộc đời chúng ta mà nói là thập tử nhất sinh hết quý vị à. Nhưng mà cái việc sinh đẻ lại là thập tử nhất sinh mà quý vị dám làm, thì còn việc gì quý vị không dám làm nữa. Mà chúng ta mang một cái đứa bé trong bụng sinh vẫn bình thường không chết, vậy thì ung thư, khối u làm gì làm mình phải chết. Nhưng do cái tâm tuyệt vọng, cái tâm buồn chán, cái tâm tiêu cực mà nó đi vào cái chết, sạch duyên phước và chết đi. Nếu như chúng ta vẫn bình thường và sống, chúng ta không cần phải lo âu sợ hãi gì với tế bào đó. Chúng ta hãy nghĩ rằng do mình tác hại mà hình thành ra như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải mang tâm từ bi thương yêu tế bào, thì tức khắc tế bào sẽ trở lại hoàn cảnh như xưa, bình thường, không có gì cả. Vì thật sự mà nói, cơ thể chúng ta mỗi tế bào đều muốn sống, chúng ta cùng muốn sống với nhau, không ai muốn cắt đi hết bao giờ. Nếu như mình có tâm cắt đi thì sự tác động đó kinh khủng lắm. Nên chúng ta mang tâm từ bi để xoa dịu tất cả những tế bào và khối u trở lại như xưa, có thể được quý vị à. Cũng như cái tâm mình đối với con trong bụng mình vậy đó, cái tâm mình đối với con trong bụng mình. Nên mỗi người phụ nữ khi mang thai và đi phá thai, họ sẽ có một sự đau đớn và khóc lóc, sự buồn bã không tưởng tượng được. Vì sao? Vì đó là nhân duyên đến với mình và mình bỏ đi cả đứa con, cũng không muốn mình bỏ nó. Nên cái sự tác động giữa duyên với nhau, tự nhiên chúng ta rất buồn khổ khi bỏ một đứa con dù mình chưa biết mặt của cháu. Thật sự mỗi một người phụ nữ từng đi phá thai cảm nhận như thế nào, thì sẽ buồn buồn da diết vô cùng. Thật sự quý vị đều có tâm trạng đó, dù người phụ nữ đó không có sự tu hành gì cả vẫn có tâm đó. Nên quý vị nhớ rằng hãy mang tâm từ bi là chỗ rất quan trọng, và có một chí hướng sống cực kỳ mạnh mẽ, và có một cái sự dũng mãnh gan dạ. Quý vị có, người phụ nữ này có hết. Quý vị không phải là người nhút nhát như vậy, tại sao quý vị lại đi sợ ma? Quý vị dám đẻ con thập tử nhất sinh, còn ma có làm gì quý vị đâu. Quý vị chưa từng bao giờ thấy một con ma nào bóp họng người khác chết. Vậy mà nửa đêm 12 giờ khuya bị tu, quý vị thấy ớn ớn lạnh lạnh sau lưng, và vừa lễ Phật mà vừa nhìn phía sau có cái ai thò tay đụng vào vai mình hay không. Vì sợ gì? Quý vị có đầy đủ một cái dũng khí mạnh mẽ để sinh con, làm vợ người, hy sinh cả cuộc đời, mà quý vị đi sợ con ma là sợ cái gì? Mà chưa từng ai thấy một con ma nó như thế nào,
bốn mắt hay là hai mũi, hay là hai đầu, hay là bốn tay hai chân, bốn chân. Vì chưa từng thấy một con ma nào đáng sợ như vậy. Nhưng chúng ta chỉ có thấy những con ma người ta là những con ma đáng sợ trong cuộc đời của mình, mà chúng ta còn dám lăng cặn gần gũi. Mà con ma vô hình chưa từng thấy mà chúng ta lại mang một sự ảo ảnh hư vô mà sợ hãi nó làm gì? Hãy ngồi bình tĩnh lại đi quý vị, để chúng ta cảm thấy bình tĩnh. Ma là ai? Ma là chúng ta. Chúng ta mà đi sợ chúng ta là sao? Thì ngồi suy nghĩ đi. Chúng ta mà đi sợ chúng ta là sao? Cũng như những con người chết đi, họ lăn cặn bên mình là gì? Họ nhờ mình giúp đỡ. Những người bạn này đến để nhờ mình giúp đỡ. Mà nhờ mình giúp đỡ mình đi sợ họ có lý do này không quý vị? Không. Nên tất cả những người sợ ma nghe câu này xóa tan trong tâm đi. Không có đáng sợ đâu quý vị à. Quý vị đừng bao giờ tưởng tượng ma và quỷ là đáng sợ. Không có một con ma con quỷ nào đáng sợ cả. Chỉ có tâm chúng ta mới đáng sợ. Thấy không? Vì coi phải không? Tâm chúng ta mới đáng sợ. Vì tâm chúng ta dối gạt mình. Tâm chúng ta làm những việc mà chính bản thân mình cũng không muốn mà mình phải làm. Chưa từng thấy con ma con quỷ nào làm những việc đáng sợ với người khác, chỉ có con người. Chưa từng thấy một con ma con quỷ nào nói những lời ngọt ngào để gần gũi quý vị, xong quý vị có bầu đi phá thai. Mà chỉ có con người mới làm việc này, vì công nhận không quý vị? Bây giờ quý vị phủ nhận đi chăng nữa, lời nói có thô thiển nhưng thật sự nó là như vậy. Hiểu không? Hãy ngồi mà suy nghĩ cho kỹ đi nha. Nó, tôi ít học nên cái lời nói của tôi nó xác thực, khỏi cần phải động não. Thời cuộc nó quá căng thẳng rồi, bây giờ bắt động não hoài làm sao mà sống nổi. Hiểu không? Quá bận bịu, nó quá mệt mỏi, suy nghĩ học hành rồi suy nghĩ đủ chuyện hết trơn, mà bây giờ cứ bắt người ta động não hoài, ai mà chịu nổi. Nên tại sao mỗi ngày quý vị nghe những đức nói chuyện bốn thời mà quý vị thích nghe? Là tại vì những đức không để cho quý vị phải bận tâm và căng thẳng. Không để cho quý vị bận tâm và căng thẳng, quý vị thấy chưa? Trời ơi, cái này là thật sự mà nói, không có người bạn nào đẹp bằng người bạn này. Bởi vì quý vị không thương làm sao được. Dù là ở xa đi chăng nữa mà thương nhớ vô cùng. Thật sự mà nói, có khi mà nghe tin gì buồn khổ khóc lóc, chồng hỏi vì sao nàng khóc, nói em không biết vì sao em khóc. Không dám nói vậy ơi, thật sự không dám nói luôn, nói ra thì kỳ quá, không biết chồng có thông cảm cho mình hay không, đúng không quý vị? Nhưng có khi nằm buồn nhớ khóc, chàng ơi nhớ ngày nào về mỗi tuần gặp, bây giờ đâu mất tiêu rồi, cứ là mỗi tuần đi làm, cứ trong ngày thứ bảy chủ nhật về để gặp, xóa tan đi những cái nỗi buồn mệt mỏi. Bây giờ cái đó đâu mất tiêu rồi. Tôi thấy một tuần tôi bây giờ dài quá. Thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị. Nhưng mà do cái tâm quý vị như vậy nên bây giờ trả lại cho quý vị. Thấy không? Trả cho quý vị là tại nơi quý vị, tại chỗ quý vị. Bất cứ nơi nào quý vị cũng có người này để động viên, khích lệ, là một người bạn hư vô, cần là đến, không cần phải tìm. Thấy không? Hay chưa? Quá tuyệt. Cần là đến, không cần phải tìm. Tìm bây giờ kẹt xe tùm lum. Tốn kém nhiều mặt. Bây giờ cần là đến, không cần thì thôi. Quý vị thấy chưa? Quý vị niệm Phật bây giờ ước là có rồi đó, thấy không? Lúc nào cần gặp là gặp liền. Nó giơ tay không đụng. Nó thì làm sao dính mắt nhau? Thế thấy chưa? Còn đó thì còn chơi chùm chùm dịnh. Rồi đứng gần chụp hình của bây giờ không có được cái gì. Nhưng mà nó lại sát bên cạnh quý vị. Công nhận hay thiệt nha quý vị. Quá tuyệt vời. Cái này mà không biết chăng quý nó đi tìm đâu vậy ta? Hả? Hiểu không? Nên mong quý vị có thể niệm Phật phát triển được bi trí dũng của cuộc đời mình. Quý vị thấy mỗi ngày mình tu học chung với nhau, thấy ý nghĩa việc tu học chung với nhau, thấy nó ý nghĩa. Có nhiều đoạn như Đức nói chuyện, quý vị đừng nghĩ rằng là giống như ngày nào cũng nói niệm Phật vậy thôi. Vậy đó mà quý vị mà nghe kỹ, quý vị sẽ giữ được cái tâm tu mà kiên định
chứ không có giỡn đâu. Có những người rất là siêng niệm Phật, lễ Phật, nhưng cái lý có khi nó chưa có thông được, thì có những lúc gặp sự cố trở ngại cái là rớt á, chứ bây giờ nó, hoặc là bị người ta quay vòng vòng, bị người ta điều chỉnh mình, hoặc là người ta tác động, nên cái lý nó quan trọng lắm quý vị, chứ không giỡn đâu. Nên những câu chuyện như Đức kể rồi về nhân quả, hoặc là nói xác thực đồ trong cái cuộc sống, nó giúp cho mình nhiều lắm chứ không giỡn đâu, thông cái tâm. Nên quý vị nhớ là mình là người á, biết niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc, mình phải hiểu cái nguyên lý vì sao mà cái quốc độ của Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật đều tán thán, vì cái quốc độ của ngài rộng lớn. Mà vì sao quốc độ ngài rộng lớn là vì cái tâm ngài lớn, cái tâm Phật A Di Đà lớn quá. Cái tâm Phật A Di Đà lúc mà ngài ở nhân địa này ngài tu lớn quá, nên từ nơi đó mà quốc độ ngài lớn, cái nguyện của ngài lớn, độ sanh rộng lớn, nên mười phương chư Phật đều khen Phật A Di Đà. Thí dụ như mình ở thế gian này, mình tại sao mà gọi là biển, rồi tại sao gọi là sông, tại sao gọi là hồ, tại sao gọi là gạch, gạch là nhỏ ấy, vì một cái đường nước nhỏ. Vì sao gọi là biển? Vì biển to quá. Sông thì nhỏ hơn, hồ thì nhỏ hơn, ví dụ biển thì lớn. Nên quý vị thấy bây giờ nguyên một cái biển thiệt là to, bây giờ có một số rác liện vô thì nhìn nước biển vẫn trong veo. Tại vì sao? Vì biển to quá, rác này giống như phiền não, hay là những lời châm chích, hay là những lời gì thị phi hơn thua. Nếu tâm mình lớn như biển cả mênh mông vậy thì không không có vấn đề, không có bị ảnh hưởng. Nên người xưa có câu nói hay: đại nạn không chết thì có phúc. Nhưng mà làm sao mới có phúc? Trong cái nạn đó phải có duy trì được cái tâm hướng thiện chứ không phải duy trì ác. Nếu như mà trong cái nạn mà mình nghĩ khi tao thoát nạn tao hại mày, tao giết mày thì nó không phải phúc. Mà trong cái nạn đó, qua nạn xong mình càng hoàn chỉnh mình càng phải hướng thiện hơn thì là phúc đó. Thật sự nó nói trong họa có phước, trong phước có họa. Ví dụ như có những gia đình thiệt là nghèo, nhưng mà vợ chồng sống hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, nhưng trúng tờ giấy số tưởng đâu là có phước, không ngờ trúng tờ giấy số gia đình nó lại tan nát. Nên trong phước nó có họa, thấy không? Nên trong cái cuộc đời này mình, những cái nguyên lý này vì đừng có cho nó là bình thường nha, nó là cái hành trì quý vị, nó là cái thật chất làm để nói ra nó, chứ nó không phải là vẽ tranh bên ngoài, nó không phải là để đem văn tự để đắp 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 lại để gọi là cho rằng mình hiểu biết nhiều. Không phải chỗ này, mà cái chỗ của Phật pháp là cái chỗ phải hành trì, hành trì trong thuận và nghịch. Nó giống như bây giờ mình đi ngoài mưa cũng phải sống, mà đi ngoài đường bằng phẳng cũng phải sống, đi trong bão tố hay đi sa mạc cũng phải sống. Từ khi là thọ mạng đã hết thì dù ở đâu cũng phải chết, nhưng khi đã đi thì đi nơi nào thì sống nơi đó, ở nơi đâu thì sống nơi đó. Nghĩa là cuộc sống nó đưa đẩy mình đi lớn, đến một căn nhà to thì ở nhà to, cuộc đời đưa đẩy mình đến căn nhà nhỏ ở nhà nhỏ. Nên mới có câu nói rằng có tiếng thì có tai, mà có tai thì có tiếng. Mà công nhận, vì công nhận không, cái người có nhiều thị phi bị châm chích thì họ cũng có tiếng đó quý vị, chứ họ không có tiếng là không ai biết thì sao mà họ có tai. Nên tiếng tai tai tiếng nó cứ quay vòng 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 vậy đó. Còn bản thân mình thì có khi cả đời cũng không ai biết đến mình nữa, thì lấy gì đâu mà có tai, tại vì có ai biết đến mình đâu. Nên quý vị biết đó, tâm lượng lớn đó, thì cũng có nhiều cái tai tiếng. Tại vì tâm lượng lớn nên mới có nhiều thành phần biết đến, nên mới có tai tiếng. Nên từ nơi đó mà quý vị mới biết là cái cuộc sống này nó không có cái gì mà trọn vẹn hết. Nên mình sống làm sao mà sống cho nó đặc biệt. Nên mình là học Phật rồi tâm lượng mới mở rộng ra quý vị. Tâm lượng mở càng lớn chừng nào thì người ít phiền não chừng nấy.
Có buồn gì đi chăng nữa thì con không có buồn lâu. Tại vì tâm lượng mình nó lớn quá nên cái sự thị phi buồn phiền nó cho qua mau lắm. Chỉ có con người hẹp hòi mới dặn dai thôi. Thì biết rằng người nào mà dặn dai là người đó hẹp hòi. Nên quán thân trái chủ mà đi theo mình là hẹp hòi. Vì dặn dai quá nên theo đời đời kiếp kiếp. Dặn á quý vị. Dặn quá nên đi theo hoài. Theo để báo thù. Đó. Còn những đức như quý vị cùng đi theo với nhau là để về cực lạc. Chứ không phải là quan gia trái chủ đâu ha. Những đức như quý vị là cái gì khó nói quá, bạn sen ha. Mình là bạn sen theo nhau đi về cực lạc. Ngày nào cũng bốn mắt nhìn nhau, quý vị công nhận vị tu vị có nhìn nhận được không? Những đức thấy có nhiều người nhìn chút cái là bộ nhìn chỗ khác, chút cái quay lại nhìn cũng thấy những đức nhìn chân chân. Tại vì những đứa biết nhìn vô ngay cái, nhìn vô ngay cái máy quay phim là sẽ nhìn được quý vị. Còn nếu nhìn quý vị thì không phải nhìn cái máy quay phim. Cái nguyên lý của chiếc máy quay phim á, với cái điện thoại á, cái điện thoại thì không được, nhưng mà những đức là máy chính nè. Những đức chỉ cần nhìn vô cái con mắt của máy quay phim là những đức sẽ nhìn tất cả quý vị đó. Nào còn nên những đức nhắm ngay máy quay phim, những đức nhìn là những đức đang nhìn chân chân quý vị luôn. Có lúc những đức nhìn, những đức không có chớp mắt luôn, là quý vị thấy sao kỳ, nhìn hoài chẳng nhìn gì đâu mà chắc chắn kỳ cục như thật sự. Đức nhìn vô máy quay phim, còn ví dụ như trong cái màn hình đi, những đức mà nhìn cô nào hay chú nào đi là không phải nhìn quý vị, nó không phải nhìn mà nhìn vô con mắt mắt quay về phim không. Nó chúng ta mỗi ngày nhìn nhau mà giúp cho nhau bình an, còn có những loại nhìn nhau giúp nhau đau khổ, có không quý vị? Thấy chưa, trong nguyên lý của cuộc đời quý vị thấy cũng là cái nhìn, mà có những cái nhìn làm nhau khổ đau, có những cái nhìn mà làm nhau vui vẻ. Vui vẻ đó là hướng về cực lạc quý vị. Nó còn có những cái nhìn cũng làm nhau vui vẻ nó mà lại đi đến khổ đau, có những cái nhìn mà làm cho giúp cho nhau á, buông đi những cái khổ đau trong cuộc đời, có đó quý vị, nó có chơi nguyên lý đúng không? Nó nên từ nơi đó mà cái quan trọng là tâm lượng nó phải lớn. Quý vị người gần người tâm lượng lớn quý vị thích lắm. Thích lắm, tại vì vì gần người ta nó không có gì ràng buộc. Khi vị nói chuyện với người ta, quý vị sẽ rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Còn quý vị gần cái người mà tâm lượng hẹp hòi, họ sẽ so đo tính toán. Họ nói đầu này nó làm đầu khác, nó nói này làm cái kia. Rồi họ nói chuyện với mình là họ có những cái tính toán, suy nghĩ. Lúc con người đó họ phát lên lời nói dù có hay, nhưng quý vị cũng cảm thấy nó bị bất an một cái gì, và bị trói buộc một cái gì. Hiểu chưa? Còn cái người mà tâm lượng giải thoát, họ nói chuyện với quý vị họ sẽ rất thoải mái. Họ đâu có bận tâm gì nhiều quá. Những đức thấy rằng là trong cuộc đời những đức từ nhỏ đến lớn, thực sự từ còn nhỏ là một gia đình nghèo rồi. Rồi lớn lên chút đi kiếm ăn, tự cá nhân mình đi kiếm ăn, đủ cách đi kiếm ăn. Rồi lớn lên chút 17, 18 tuổi thì lên thành phố làm khổ vô cùng. Rồi gặp bà sư phụ bà rèn luyện, bà chửi mắng quá trời. Đi vô chùa tu thì 5 năm đầu quá cực khổ, lam lũ làm không biết cái gì hết. Thầy đi thuyết pháp suốt, mình thì cứ vậy, làm cái nào không phù hợp thì làm lại, làm cái nào không được thì làm lại, cứ vậy mà kiên nhẫn trong 5 năm. Rồi đi xuống với hộ pháp 10 năm cũng cứ như vậy mà nỗ lực cố gắng. Rồi trong cái quản chúng cái nào không được thì làm lại. Chỉ cần lấy cái dùng cuối cùng, như Đức nghĩ dùng tình thương thương người, thương người là sẽ thành công. Nên những Đức cũng có được sự thành công của 5 năm, có được sự thành công của 10 năm. Có những người nói ô ông thành công có 15 năm đó mà cuối cùng cũng được gì đâu. Những đức nói có khi quý vị cả đời quý vị cũng chưa được 1 năm đó. Cả đời cũng chưa được 1 năm của cái 15 năm của những đức. Tại vì quý vị cứ lo được lo mắc sợ gì bản thân mình, nên đâu có làm được gì đâu quý vị. Giỏi lắm giữ một cái gì đó thôi, chứ đâu có làm được cái gì cho chúng sanh đâu. Còn nó thật sự chứ, dù bây giờ có kẻ thương người ghét, nhưng mà dù có không thích những đức thì họ cũng đã từng hưởng cái ân huệ mà những đức đã từng đưa cho họ. Thật sự họ đã có những giây phút họ quá vui, hoặc là họ đã niềm vui của họ cảm thấy quý trọng như đức vô cùng. Bây giờ giỏi lắm thì bị tác động gì chút của duyên nghiệp thì lúc này tự nhiên không thích nữa. Nhưng mà những đức chỉ cần gầy dựng công phu 1 hay 2 năm sau thôi là tức khắc những cái không thích đó tự nhiên trở lại với những đức. Vì trời xem nè, cái này là đi con đường dài. Trên cuộc đời này giống như mình đi đoạn đường vậy đó, đoạn đường có lúc bằng lắm, nhưng có những lúc dòng rồng rền, thấy không? Nhưng có những lúc đi qua đoạn đường nó tới đường bằng,
Cứ như vậy mà mình đi đi, miễn sao mình đi về tới cực lạc thôi. Con đường này phải kiên nhẫn nghe cô Diệu Minh. Hay dù qua tới bên Mỹ đi chăng nữa cũng phải gì với thế giới cực lạc mới được. Nó hôm qua gặp một cái cô kể, cô nói em lên trên Củ Chi thấy cái bà con, mà bà cô này đó nhà cũng khá giả giàu sang, bà không biết tu, bà keo kiệt khó khăn dữ lắm. Bây giờ bà bệnh nè, bà bệnh đau mà thấy đi về nhà thăm nhà, cái nghe nói bà cô bà bệnh qua thăm bà thấy hai sợi dây chọt vô lỗ mũi để mới đổ cháo vô, đổ sữa vô qua lỗ mũi vậy. Rồi một sợi dây nó thông tiểu mà bả đau đớn. Cô kêu kể của nó, cô đau đớn kinh khủng lắm, cô quằn quại, cô đau đớn quằn quại kinh khủng lắm, hai dây đưa vô lỗ mũi chế sữa vô. Thì cô này cô thấy bao nhiêu người không biết tu xung quanh bu bu cổ. Cô này lỡ cô nói một câu nè: quý vị ơi, bây giờ người ta bệnh đau gì mà bị bu, bị nói chuyện sùm gì có được gì đâu. Thôi bây giờ quý vị ra ngoài ngồi đi, ra ngoài ngồi hết đi. Cô này cô cũng lanh lẹ, cô kêu ra ngoài ngồi hết đi. Cuối cùng không ai ra, bà la lên tiếng, mấy người này sợ bà chạy ra ngoài chứ. Cuối cùng bà đó, bà cũng mới biết tu rồi, cũng biết những đức. Bà nghe đức nói chuyện rồi bà lại bà khai thị. Bà khuyên niệm Phật đồ này kia, nói cô ơi, cô lúc trước cô giàu sang, nhưng mà bây giờ mang cái thân này giờ khổ quá rồi, cô buông xuống đi cô niệm Phật cùng với con nghe cô. Cái bà ngồi bà niệm Phật với bà này đâu nửa tiếng đồng hồ, xong bà để cái máy niệm Phật cho xíu xíu, để ngay cái lỗ tai, ngay cái lỗ tai cho cô này cũng nghe. Rồi dặn gia đình ghim điện cố định để ngay cái lỗ tai cho bà này nghe. Khi cô này có kể câu chuyện như Đức nghe, Đức nói rằng quý vị thấy không, dù mình giàu sang phú quý đến khi bệnh hoạn, ví dụ như bị vô bệnh viện thăm bệnh rồi, quý vị thấy không, dây nhợ chuyền tùm lum, cơ thể đau cỡ nào, đau cỡ nào, sao niệm Phật được quý vị đó. Nên mình bây giờ mình rảnh thời gian chút mình lễ Phật thờ, đây là tạo duyên phước á, mình gầy dựng cái tâm giải thoát của mình. Quý vị ơi, cuộc đời người mà trẻ rồi tới già thôi, từ từ mình già mà, nó không thanh nghe, từ từ nó già tới chết, bị trẻ hoài sao, bi chằng gì dự tính gì đó, từ từ cũng già thôi. Mình thấy không, bởi vì bây giờ thấy gương mặt mình so sánh với hồi đó 17 18 tuổi mình, bây giờ xếp ly chút đỉnh rồi đúng không, vậy mình quả ngọc rồi, mình thấy bây giờ bèo nheo chứ đã dẫn đâu nó, bây giờ Lục Nguyễn Quảng Minh rồi, mình thấy Quảng Minh rồi, bây giờ mình thấy không, bây giờ mình già già đó, đào mương đồ cái đào hương với nó lộc, mình thấy không, từ từ mình già quý vị ơi, mày thấy không. Nó mỗi năm đi qua là chúng ta cứ gần với phần một. Bây giờ bản thân mình mà không lo gầy dựng niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình muốn gì vậy, hung dữ bạo ngược có được gì đâu. Trước mắt thì tưởng đâu hơn thua với người khác thì được, nhưng cuối cùng có được gì đâu quý vị, bù dặn người có được gì đâu, đúng không Khang An? Nó bà với tư à, thấy cho bên Nam là thấy ông Đức Hòa này là ông siêng tu nghe, mặt tôi rối luôn á. Nó, lúc nào ông ổn tôi điện thoại, bữa nào gặp ông bữa coi. Nên từ nơi đó siêng tu á, mặt sáng sủa. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là mình á, mỗi ngày mà tu hành mà nhắc nhở nhau cái chuyện giải thoát này nó quan trọng quý vị. Thôi hung dữ bạo ngược thôi, cái gì buông được buông đi quý vị. Quý vị coi như Đức Phật thành Phật rồi, vậy mà đi vô một cái làng khắc thực, vậy mà ngoại đạo á, ghét Đức Phật. Đức Phật mà còn có người ghét, lấy trà rai đồ liền ngay đường bắt Đức Phật, muốn đi khắc thực thì đi ngang đây đi. Đức Phật nói tôi xin các ông, Đức Phật nói đó, tôi xin các ông cho tôi vô đây được khắc thực. Họ nói nếu ông muốn đi thì ông đi ngang trà gai nhọn này, ông đi ngang đi. Đức Phật đi ngang, gai đâm vô chân Đức Phật, máu me chảy tùm lum. Lúc đó có một cái người mà gọi là giai cấp hạ tiện của đất nước Ấn Độ, thấy cái cảnh nó lợ, lấy cái chổi quét và gai. Thì bà La Môn nó nói rằng nếu mi mà còn quét nữa đuổi khỏi cái làng này không cho ở. Nó thấy Đức Phật dễ thương, động cái tâm lấy cái chổi quét và gai ra. Mà cái thời đó đất nước Ấn Độ người ta phân giai cấp ghê, cái giai cấp hạ tiện là tuyệt đối, cái người giai cấp
Bà La Môn với Sát Đế Lị là có nghĩa là không có chạm vào những con người đó, chạm những con người đó là họ bị dơ bẩn. Thì Đức Phật là Ôn Tồn, Đức Phật là Bên Thủ Đà La, không, Đức Phật là Sát Đế Lị, thì là đụng vào cái người giai cấp hạ tiện. Người giai cấp hạ tiện nói rằng ngài đừng đụng vào người con, ngài đụng vào người con ngài sẽ bị ô uế. Nó không, đã là con người với con người là không có gì ô uế. Nghĩa là Đức Phật sanh trong đất nước Ấn Độ và thành Phật là phá vỡ đi những cái giai cấp sang hèn của con người đến với con người với nhau. Nên từ nơi đó vì mình là người học Phật, tâm lượng mình phải lớn. Đối với con người là mình phải thương. Nó thật sự mà nói với vị biết rằng chư Phật Bồ Tát thị hiện, dù là cảnh giới thiện ác gì các ngài thị hiện đều từ bi hết. Cảnh giới thiện ác ngài các ngài thị hiện đều từ bi hết. Thì nhớ không phải thiện không mà các ngài thị hiện không đâu, mà trong cảnh giới ác các ngài thị hiện cũng từ bi nữa. Nó. Nên thí dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện trong quỷ đạo là ngài là vẫn gọi ngài là quỷ, nhưng ngài từ bi trong loài quỷ đó để độ quỷ. Quỷ dữ ngài còn dữ hơn quỷ nữa để ngài độ quỷ. Còn nếu mà Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện trong cái giới cờ bạc thì vô quýnh bài không ai quýnh lợi Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì sao? Bồ Tát Quán Thế Âm ngài phải hơn những người quýnh bài chuyên nghiệp. Người ta xài bài rẹt 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 như vua cờ bạc, thì ngài phải thể hiện cỡ vua cờ bạc để độ mấy cái thằng quýnh bài dởm. Không phải giỡn đâu quý vị. Đó. Có nghĩa là Bồ Phật Bồ Tát thể hiện trong tất cả các ngành nghề, nên mới có 53 thiện chí thức là như vậy. Có thiện có ác. Nên bản thân của mình học đạo mình phải hiểu cái nguyên lý của nhân quả. Thì bản thân của mình tự nhiên dùng cặp mắt từ bi để nhìn tất cả những người làm ác, mình thấy thương họ, mình không có ghét họ. Mình học Phật giết mình từ bi vì dùng cặp mắt từ bi mình để nhìn tất cả những người làm sai. Ông chồng ăn nhậu, ông chồng chửi mình, ông chồng hung hung bạo, làm ngược lại cái thiện. Mình nhìn cặp mắt, dùng cặp mắt từ bi mình nhìn họ, mình thấy thương họ. Lúc quý vị học Phật mà được như vậy là vì học Phật có kết quả rồi đó. Thật sự luôn á. Còn nếu như quý vị học Phật, quý vị tưởng đâu cặp mắt mình mỗi ngày nhìn Phật thôi, còn nhìn những điều sai quấy mình cảm thấy chán chê và ghét họ. Chưa đó quý vị à. Mình chưa phải học Phật phát ra tâm từ bi rộng lớn đâu. Chưa đâu. Quý vị coi trong cái cõi đời này thiện ít ác nhiều. Nếu như quý vị chỉ có nhìn cái thiện mà bị phê phán cái ác, thì con người trong cuộc đời này, những người làm sai sao có cơ hội. Trong khi cái đạo Phật thể hiện đến cái quốc độ nào mà khổ đau vô cùng, Đức Phật đến để ôn tồn và giúp đỡ. Chứ không lẽ giờ Đức Phật ngài thành Phật rồi ngài đi đến cái chỗ an vui của ngài, ngài không thương người khổ đau. Mày thấy không? Thí dụ như giờ chương trình khiếm thị đi, trong chương trình khiếm thị cũng có Phật Bồ Tát thể hiện ở trong đó làm trưởng đoàn dẫn người mù đi. Còn những đức thì phát động cái chương trình cho người mù đến. Vì nghĩ đi, nếu không có trưởng đoàn dẫn người mù đi, người mù lấy sao đi được? Nên Phật Bồ Tát phải thể hiện làm trưởng đoàn. Còn những đức thì thí dụ như những đức làm người tổ chức, nên người mù mới có cơ hội đến đó được giáo viên. Bao nhiêu người mù được nhận vài ba ngàn, vài ba trăm bạc, nhưng mà họ được gieo cái duyên niệm Phật ở trong đạo tràng suốt 5-6 năm. Duyên đó đã gieo cho họ rồi đó. Nghĩa là Phật Bồ Tát giúp được chúng sanh một chút các ngài cũng giúp. Nên chúng ta tu tâm lượng mình phải lớn quý vị ơi. Tâm lượng mình phải lớn lên. Tu làm sao càng tu tâm lượng càng lớn. Bây giờ mình lấy người chồng có hành hạ chửi mắng mình, nhưng mà mình đừng có bao giờ mình hận ổng. Mình hận ổng là mình không giải thoát đó. Đối với người ta mình còn thương, chứ đối với chồng mình đã từng chung chăn sẻ gối với ổng. Lỡ một ngày nào có chia tay hết nợ, hết duyên hết nợ, thì bản thân chúng ta không thương cũng có, còn giữ chút tình chứ. Không của mình thì của người ta. Hận chi, ghét chi hả quý vị? Ghét thì mình không giảng sanh. Vì mình đặt cái tâm ghét thì nó có tình, có hận ở trong. Chứ bây giờ không có tình, không có hận, ghét làm chi? Quý vị không còn cái gì chứ không bị ghét làm gì. Như những đức bây giờ gặp có những người những đức nói chuyện, những đức chỉnh đốn thẳng họ là vì những đức với họ thương nhau, quý nhau, những đức mới nói thẳng. Còn cái người mà mình vừa gặp mình chỉnh đốn thẳng họ làm gì? Thật sự luôn. Có những người mình quá thương họ nên mình có thể nói thẳng với họ những điều mà mình không thể nào nói với người bình thường được. Nhưng mà có những người thân họ không hiểu, họ trách mình. Dụ như ngày xưa trưởng đoàn Như Đức thương họ lắm, nên cái gì Như Đức nói thẳng họ thì cuối cùng họ ghét mình. Đó. Nhưng bởi vì nói Phật Bồ Tát thì hiện trong thiện, trong ác đều là từ bi, đều là vì chúng sanh chứ không có hại người.
Mình chỉ cần có cái tâm hại người thì tức khắc con người mình không đúng. Học Phật tâm lượng phải mở rộng ra quý vị à. Nó bây giờ mình mà tu xong quý vị thấy rảnh ngồi nói chuyện tâm sự ngon lành không? Chứ mình nguyên một cái vàng này bây giờ mình gặp ở đâu, mình tập trung ở đâu được đây? À, chỉ có chùa cao Phật lớn mà có cơ hội thì mới gặp nhau được mỗi tuần thôi. Chứ nhà nào mà chứa được cái số lượng người này? Chứa cái lượng người này chứa đâu? Nó sau này ổn ổn đi. Mỗi năm sinh nhật những đức tìm cái chỗ nào đó để chúng ta tổ chức sinh nhật chung. Gặp nhau 5 lần sẽ coi gặp nhau coi sao, đúng không quý vị? À, nếu mà đủ duyên sau này nha. Nó giờ tôi làm cư sĩ nếu mà có phước báo bữa nào trúng số độc đắc gì đãi quý vị kiếm chỗ nào thuê đãi quý vị ăn uống được. Chứ bây giờ mà nói cái lỡ cái chỗ nào mà ngồi ngồi chia sẻ Phật pháp không bao giờ được đâu quý vị, nó dính tôn giáo không có được, không phù hợp. Nên thì có thể mà gặp nhau ăn uống đồ thì có thể một năm một lần nếu mà có nhân duyên. Kệ mình nói cái gì nó cũng là trong cái duyên, cái thuận nghịch đi, gặp cũng được không gặp cũng được nha quý vị. Nó cái quan trọng là mỗi ngày mà được ngồi nhau gì tu xong mà được tâm sự gì lại cái buổi nói chuyện này, cái quan trọng là mở tâm lượng nha quý vị. Tâm lượng mở rộng ra. Những đức nói bây giờ mình tu sao biết bây giờ vì chưa mở được, hãy mở ra đi. Quý vị cái đóng lại hoài nó khó chịu lắm. Thật sự mà nói quý vị coi, quý vị buồn người ta quý vị khó chịu không? Nên buồn người ta khó chịu thì mở ra đi. Mở tâm ra. Mở tâm ra đi quý vị thì quý vị nhẹ nhàng chứ có gì đâu. Bây giờ những đức nói thật sự chúng ta cũng đã từng biết nhau. Thật sự mà nói đã từng gặp nhau, những đức chia sẻ pháp như những người trong đây đã từng ngồi, đã từng vỗ tay, từng cười đồ vui quá trời đúng không? Mình nhớ những giây phút đó mình thấy nó đẹp vô cùng quý vị. Quý vị bữa đó những đức nói chuyện công đoạn ngắn à, đưa công đoạn mà tất cả những cái pháp hội mình tổ chức á, từ khi những đức mới đến chùa những tổ chức chương trình thấy không? Bao nhiêu gương mặt ở trong đó. Nói quý vị thấy không? Nó đẹp biết bao nhiêu nói không? Cuộc đời chúng ta cứ kêu nó đẹp như hoài á, thì bây giờ có những lúc bây giờ thì nó không được gì nữa, nhưng mà đó cũng là những kỷ niệm đẹp của cuộc đời chúng ta, đúng không quý vị? Nó, người không biết tu thì nghĩ ngày xưa có những kỷ niệm đẹp với mình với chồng mình khi mới yêu nhau rồi đi đồi thông hai mộ rồi ha, thung lũng lý gì thôi, thung lũng tình yêu gì đó. Bây giờ đi đi xong rồi chụp hình lại, đó cũng là những kỷ niệm, đúng không quý vị? Nhưng mà kỷ niệm đó có khi không tu hành nó đẩy mình từ từ đi đến tới cái chỗ thương yêu rồi dính mắt nhau rồi cuối cùng chết không biết đi về đâu. Nhưng mà những kỷ niệm chúng ta đã trải qua trong cuộc đời này, những cái pháp hội tu đó đó, đó là những kỷ niệm mà chúng ta phát nguyện sanh cực lạc không đó. Những kỷ niệm đó nó quá đẹp rồi còn gì nữa quý vị. Nay nói chứ ông thầy ít học mà hô mà làm được điều đó thấy cũng quý quá. Thật sự mà nói những đức nói mà nếu mà tiếp tục mà có những ông thầy ít học mà hô những đức mà tiếp tục 10 năm nữa, rồi qua 10 năm đó tiếp tục ông thầy ít học hô tiếp tục 10 năm nữa, những đức nói chúng sanh có phước quá trời luôn chứ, nói chuyện dẫn chơi đó quý vị, đúng không quý vị? Nên những đức nói rằng mình là người tu hành, bước chân bước đến nơi nào nơi đó sẽ mọc hoa sen, bước chân mình đã bước đi đến đâu thì nơi đó nhất định sẽ mọc hoa sen. Quý vị thấy không, những đức đến chùa đầu tiên ngày xưa gì dù cỡ nào nơi đó cũng đã từng bước chân như Đức đã đến nơi đó và tất cả những hoàn cảnh ở đó như Đức đã từng trải qua. Như Đức đến ngôi chùa thứ hai rồi ngôi chùa thứ ba, ngôi chùa thứ tư, biết thấy không? Những chỗ như Đức đã bước đến thì nơi đã trở thành những đạo tràng lớn niệm Phật, cỡ nào cũng hình thành đạo tràng lớn niệm Phật hết. Dù như Đức không còn ở nơi đó vẫn là đạo tràng niệm Phật. Có nghĩa là ông thầy Hô Ích Học đã từng đến nơi đó, dù có chối bỏ dù có phủ nhận nó vẫn là như vậy quý vị. Thật sự từ cái cây bông giấy, từ cái đổ bê tông, từ một cái nhà, từ cái nóc nhà, từ cái bóng đèn, từ món đồ trong đó đều trải qua bàn tay của những đức, vì cái gì những đức cũng đã từng coi qua và nhìn qua. Và tất cả những gì cái quạt gió, từ lau cái quạt, từ cái nóc nhà sơn cho nóc nhà, chính bản thân những đức đều đã từng leo qua và đã từng chỉ đạo người dọn dẹp. Nên đó là những kỷ niệm ân tình đặc biệt. Nên nói đây không phải để bản thân mình phê phán, mà nói đây cho những người tiếp nối hãy có tâm cảm ơn. Tâm lượng phải mở rộng ra. Tâm mình mở rộng ra hoàn cảnh mình mới lớn được.
thu nhiếp với nhiều chúng sanh được. Đừng có gì một cái gì, đừng có sợ bản thân mình. Tôi trong vòng 10 năm tôi cũng tận tụy, dám hy sinh chính mình. Dù cỡ nào tôi cũng thấy ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng nên bảo thủ cho rằng tồn tại là bản thân mình phải kỹ lưỡng và phải phải dè dặt, chưa chắc đâu. Phải thật sự vì mọi người, dám hy sinh chính mình. Dù là 1 năm hay 10 năm nó vẫn là ý nghĩa. Đó. Người ta nói thà 1 phút huy hoàng còn hơn 1.000 năm hối hận. Tôi không có lâu, 5 năm 10 năm tôi chứ, tôi nói 1 phút vậy là cũng quá dữ dằn rồi đúng không quý vị? Huy hoàng thì kiểu gì, nó dẫn cho vị coi những pháp hội những đức đi, những pháp hội phải huy hoàng không, quý vị từng ở trong pháp hội đâu phải huy hoàng không? Nó thấy nhìn những gương mặt thanh nga đồ mà ngồi phía trước nghe tôi chia sẻ Phật pháp, mới thấy huy hoàng chưa, coi lại đi rồi sẽ thấy những pháp hội không tưởng tượng được. Nên có những người nói tôi tổ chức những pháp hội giống như chương trình cải lương, tôi nói thật sự pháp hội đó là pháp hội không thể nào tưởng tượng được, nhất là cái pháp hội Di Đà Phật Đản mà cầm bông sen. Thật sự mà nói, quý vị thử tổ chức một cái pháp hội gì đi rồi vì sẽ thấy không phải đơn giản như vì nghĩ đâu, có chư Phật Bồ Tát gia trì đấy. Quý vị thấy một chương trình như tổ chức mấy chục ngàn người mà xong không có một người nào chết. Cái điều này là cái điều không tưởng tượng được đó quý vị. Quý vị thấy không, chen chân không lọt luôn á. Nó thấy không đó, thầy thầy dốt thầy hô cái đó. Nếu mà ai mà tiếp nối thầy dốt thầy hô này cứ 10 năm 10 năm 10 năm thì chúng sanh lợi ích biết bao nhiêu mà nói, quý vị thấy không? Nó khi những đức không còn ở, bao nhiêu người bị thiệt thòi, từ xe ôm, chạy xe, đủ thứ loại buôn bán, không có một cái gì không bị thiệt thòi cả. Nó vì biết rằng họ quá thiệt thòi luôn. Nó nên thì, nên có phước thì hưởng hết phước, thì hết hưởng gì thôi. Nhưng mà mình tu hành tâm lượng phải mở rộng ra, phải có tâm cảm ơn, đừng có buồn trách vì bản thân mình muốn về cực lạc mà quý vị. Ha, nhớ nghe, mở tâm lượng ra nghe quý vị. À, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ừ. Chuẩn bị ăn cơm nghe, chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nghe. A Di Đà Phật. Ừ. A Di Đà Phật. Ừ.